quy hoạch ngành quốc gia về năng lượng và khoáng sản mở ra không gian phát triển mới cho ngành năng lượng và công nghiệp khai khoáng Việt Nam. Để triển khai có hiệu quả quyết định phê duyệt quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, ngày 23 tháng 4 năm 2024, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành kế hoạch thực hiện, trong đó bao gồm các giải pháp cần phải thực hiện đồng bộ để đảm bảo thực hiện tốt kế hoạch thực hiện quyết định. Nhằm thực hiện thành công kế hoạch trên, sáng ngày 26 tháng 4, Bộ Công Thương đã tổ chức hội nghị triển khai quy hoạch ngành quốc gia về năng lượng và khoáng sản theo hình thức trực tiếp và trực tuyến. Báo cáo tại hội nghị, đại diện Cục Công nghiệp cho biết, Bộ Công Thương đã chủ trì phối hợp với các bộ ngành tổ chức thực hiện kế hoạch hiệu quả, tuân thủ theo đúng quy định của luật quy hoạch và pháp luật có liên quan, đảm bảo khả thi có hiệu quả. Chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan, hiệu đính cập nhật các nội dung liên quan trong quá trình triển khai quyết định phê duyệt quy hoạch khoáng sản, đảm bảo không làm thay đổi mục tiêu, định hướng tổng quát của quy hoạch. Phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban Nhân dân các tỉnh có liên quan trong việc cấp phép hoạt động khoáng sản, góp ý kiến hoàn thiện các cơ chế chính sách và pháp luật của nhà nước về khoáng sản. Tại hội nghị, đại diện Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các địa phương, tập đoàn, tổng công ty năng lượng, khoáng sản đã có ý kiến đóng góp cũng như nêu ra những đề xuất trong quá trình triển khai kế hoạch. Tỉnh Bình Phước và tỉnh Đắk Nông thì cũng có liên quan đến vướng mắc về quy hoạch tỉnh, giữa trồng lấn giữa quy hoạch tỉnh và quy hoạch phát triển ngành. Thì hiện nay Bộ cũng đang phối hợp với các cơ quan, các đơn vị trong Bộ, như là vụ pháp chế, rồi vụ quản lý quy hoạch, cục quản lý đấu thầu để mà rà soát lại và sẽ xin ý kiến của các bộ chuyên ngành như là Bộ Công Thương, rồi Bộ Tài nguyên Môi trường để có ý kiến báo cáo Thủ tướng Chính phủ về cái phương án xử lý. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên ghi nhận ý kiến đóng góp của các địa phương, đại diện của các bộ ngành và khẳng định các kế hoạch được phê duyệt có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là cơ sở pháp lý quan trọng để Bộ Công Thương cùng các bộ ngành liên quan, các địa phương và các tập đoàn, tổng công ty năng lượng quốc gia cũng như các doanh nghiệp trong và ngoài nước triển khai thực hiện thành công các quy hoạch ngành quốc gia về năng lượng và khoáng sản, mở ra không gian phát triển mới cho ngành năng lượng và công nghiệp khai khoáng Việt Nam theo hướng hiện đại, xanh, sạch, bền vững, công bằng, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và xu hướng kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế carbon thấp, đồng thời đáp ứng yêu cầu đảm bảo an ninh năng lượng, an ninh quốc gia cũng như cam kết mạnh mẽ của Việt Nam tại COP26 và tuyên bố chính trị về chuyển dịch năng lượng công bằng. Cái việc triển khai ngay lập tức cái kế hoạch thực hiện ba quy hoạch này là rất cần thiết và vô cùng quan trọng đối với cả đất nước và với từng địa phương, từng bộ ngành và từng đơn vị có liên quan. Bởi lẽ nếu chúng ta thực hiện tốt ba quy hoạch này thì một mặt là tạo ra những cái nguồn lực cho đất nước, bởi vì năng lượng khoáng sản nó là bánh mì của nền kinh tế. Nhưng mà đồng thời nó vừa tạo ra cái không gian và dư địa phát triển mới cho từng ngành, từng địa phương và từng đơn vị cụ thể. Để tổ chức thực hiện thành công các kế hoạch này, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đề nghị các bộ, ngành trung ương và các địa phương theo chức năng nhiệm vụ được phân công, quán triệt thực hiện nghiêm túc đầy đủ các nhiệm vụ được giao tại quyết định phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ.